Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 016. Bài toán này là bài toán đồ thị điện phân làm trong khóa 8, 9, 10. Hy vọng cái video này sẽ mang lại lợi ích cho các em khi các em tham gia kỳ thi sắp tới. Việc đầu tiên để làm được bài toán đồ thị này, các em phải định hình được phương trình phản ứng xảy ra ứng với từng đoạn trên đồ thị. Ở đoạn thứ nhất là có phương trình 1. Ở đoạn thứ hai các em thấy rằng đồ thị của nó, độ dốc của nó cao hẳn lên, tức là số khí tăng mạnh. Như vậy khẳng định luôn là xảy ra phương trình 2, loại phương trình ở giữa. Đoạn thứ ba là đoạn điện phân nước. Như vậy ốp vào thầy có như sau. Thứ nhất, xét tại thời điểm t bằng a giây thì kết quả có phương trình 1, khí clo sinh ra bằng 0,06. Đây. Bảo toàn e kem suy đồng sinh ra bằng 0,06 luôn. Kết quả số e trao đổi ở phản ứng 1 của thầy sẽ bằng là 0,12 mol e. Xét tại thời điểm t bằng 3,2 a giây, tức là gấp 3,2 lần so với lại a. Do đó là số e trao đổi thầy lấy 0,12 nhân 3,2 lần lên sẽ bằng 0,384. Như vậy tại vị trí này của thầy thì xảy ra cả 3 phản ứng 1, 2 và 3. Khi đó thầy thu được hai phần. Phần thứ nhất là kim loại đồng vẫn giữ nguyên là 0,06 mol. Phần thứ hai là ba khí gồm có clo, oxy và hydro. Ba khí này chưa hề biết, đặt số mol là b, c, d. Như vậy mục đích các em phải tìm ra B, C, D là ok. Phương trình số 1 là phương trình tổng số mol khí 0,288 mol. Phương trình thứ hai là bảo toàn E cho ở, đây được gọi là ở cực này là gọi là cực âm. Đồng 2 cộng nhận 2E, H cộng nhận 2E. Bảo toàn E cho cực dương gồm có clo nhận 2E là 2B, oxy nhận 4E. Oxy cho 4E chính xác là cho 4E. Và Cl trừ cũng cho 4, cho 2E. Vì thế là kết quả thầy có là bằng 0,384. Giải hệ là các em tìm ra được B, C, D tương ứng. Thế sau khi tìm được B, C, D rồi, để tìm ra được giá trị của M, thầy phải tìm ra CuSO4 và NaCl. Thì với CuSO4 thầy bảo toàn nguyên tố là nguyên tố đồng. Với NaCl bảo toàn nguyên tố clo sẽ bằng 0,24. Cộng hai khối lượng này vào, các em tìm được giá trị của M. M các em tính ra được bằng 23,64 gram. Đáp án thầy có là đáp án A.